Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngạo thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 168 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 168 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói Diệp Húc lần này ám toán Xích Quyên Ma Tôn là do dựa vào tinh châu ngưng tụ từ Hà Quang mà hắn đoạt được ở nơi vô cực. Năng lượng chất chứa bên trong nó chính là nửa đạo lực của thế giới. Thực ra tinh châu cùng với nó có hai viên, trong đó có một viên sức nổ rất mạnh, phá hủy hàng trăm triệu dặm hư không, uy lực mạnh ngang ngay cả Ma Hoàng cũng vạn phần mơ ước. Diệp Húc luân phiên cứng rắn chống lại Xích Quyên Ma Tôn, cái chính là làm cho hắn mất cảnh giác, sau đó thế lên viên tinh châu này, quả nhiên là đã đánh cho y bị trọng thương. Giờ phút này, đạo môn của Xích Quyên Ma Tôn đã bị hủy, một thân tu vi không còn lại được bằng một giọt nước. Đây đúng là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Nếu mà bỏ lỡ thời cơ này thì chỉ còn có thể chờ đợi đến lúc Diệp Húc tu luyện tới cảnh giới Vu Hoàng, lúc đó lại mới có thể cùng Xích Quyên Ma Tôn tranh giành cao thấp được. 28 viên minh nguyệt do Tô Kiều Kiều thúc giục lần lượt hùng hổ bay về hướng Xích Quyên Ma Tôn. 28 viên thương nguyệt thần châu này nguyên bản Diệp Húc chỉ thu có một viên. 27 viên thần châu khác là trước đây không lâu Diệp Húc một mình tới Hạ Châu xâm nhập xuống dưới biển ở thế giới Tiên Sơn mà thu được, tất cả đều giao lại cho Tô Kiều Kiều tế luyện. 28 viên thương nguyệt thần châu tương liên với nhau như cùng một cái thế giới, được thần quy bồi phụ, trời sinh tạo thành một tòa đại trận, nếu như được hoàn toàn thúc dục, uy lực có thể so ngang với thánh bảo. Tuy nhiên, bởi vì Tô Kiều Kiều tu vi còn hạn chế, chỉ có thể phát huy ra được uy năng cấm bảo mà thôi. Cũng may hiện giờ tu vi của Xích Quyên Ma Tôn đã hoàn toàn tổn hao hết sạch, không còn có chút pháp lực nào. Nếu không, Diệp Húc cũng không dám để cho hai vị phu nhân của mình mạo hiểm như vậy. Thần châu áp xuống, 28 vầng minh nguyệt để ép thời không bao vây lấy Xích Quyên Ma Tôn. Loại ưa lực này tuy rằng không đủ để so sánh với Vu Hoàng thực sự, nhưng giờ phút này tu vi của Xích Quyên Ma Tôn đã không còn. Hơn nữa, khắp người y đã bị đả thương, đối mặt với một kích hung hãn như thế cũng khó lòng mà chống đỡ. Tây Hoàng Công, lần này ngươi chiếm cứ thiên thời địa lợi, ngay cả hạ âm thú làm cho Ma Tôn ta bị thương nặng, thật sự rất được. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn lấy đi tính mạng của một vị thánh hoàng, hãy còn xa, chưa đủ đâu. Xích Quyên Ma Tôn đột nhiên thả người, dùng sức nhảy lên, oanh một tiếng đụng vào 28 viên minh nguyệt. Chỉ thấy các vòng trăng sáng thật lớn giống như pháo hoa bình thường rơi về tất cả bốn phương, tất cả các thần quy đều lui về phía sau. Đây là y chỉ bằng lực lượng thân thể mà có thể phá khai 28 viên thương nguyệt thần châu, dũng mãnh vô cùng, thân hình nổi lên bay về phía thiên bích của đế hương chi địa. Tô Kiều Kiều thét lớn một tiếng, trường của nàng không khống chế nổi đại trận thương nguyệt, để cho Xích Quyên Ma Tôn nhảy ra khỏi đại trận đào thoát ra ngoài. Còn muốn chạy sao? Phượng Yên Nhu vội vàng đem ngọc bội vứt lên hư không, ngọc bội bay lên hóa thành 99 đạo long mạch chạm vào hư không đại cấm. Một tia ý thức đem Xích Quyên Ma Tôn bao lại. Tây Hoàng Công, nếu là ngươi ra tay, nó không chừng còn có thể giữ được ta. Nhưng nữ nhân của ngươi bản lĩnh còn xa mới bằng ngươi. Ngươi cứ đợi đấy, lão tử ta khôi phục tu vi sẽ lại đến giết ngươi. Oanh một tiếng, Xích Quyên Ma Tôn không thèm nhìn đến 99 đạo hư không đại cấm này, thân hình va chạm cơ hồ đụng nát tòa hư không đại cấm, rồi thả người nhẹ lên. Một thoáng, y liền biến thành một người giấy nhỏ vô cùng, dán lên thiên bích đế hương chi địa, theo đế hưng chi địa đào thoát ra ngoài. Đế hưng chi địa chính là thế giới cao đẳng, thế giới vô hoang giống như một bản vẽ mặt phẳng dán lên thiên bích. Nhật nguyệt tinh thần, đại lục, hải dương, nhân thú, phi cầm, hết thảy đều hiện ra bên trong tranh vẽ. Xích Quyên Ma Tôn nhảy ra khỏi đế hưng chi địa, phảng phất giống như biến thành người ở trong bức họa cực kỳ quái dị. Y mới vừa tiến vào thế giới vô hoang, lập tức quanh một quyền mở một cái lối đi rồi cất bước đi vào. Cùng lúc đấy, đám người Tô Kiều Kiều nhìn thấy một vị ma thần ngưu đầu bộ mặt dữ tợn cũng cùng đi theo vào bên trong thông đạo đuổi giết Xích Quyên Ma Tôn.
Đáng tiếc không thể bắt lại Sích Quyên Ma Tôn. Nếu để y rời khỏi, nhất định sẽ là một tai họa lớn. Tương lai sau khi y khôi phục tu vi, tới đánh giết thế giới vô hoang, thì ai là người có thể ngăn cản được y đây? Tô Cửu Kiều cùng Phượng Yên Nhu trên mặt thần sắc lo lắng cùng liếc nhìn nhau. Vô phương rồi. Diệp Phúc đang ngồi ngay ngắn bên trong Thái Dương Thần Lô, lấy chân hỏa trong thần lô không ngừng đốt cháy, luyện hóa đạo vết của Sích Quyên Ma Tôn. Hắn trầm giọng nói: Sích Quyên Ma Tôn, vị tất có thể chạy thoát khỏi một vị ma tôn khác đuổi giết chứ? Cho dù hắn may mắn chạy thoát, thì khi ta thành tựu vô hoàng, cũng có thực lực chống lại y, sẽ không cần e ngại dùng âm mưu quỷ kế để thắng y đâu. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu nghe vậy cũng hơi yên tâm. Bên trong Thái Dương Thần Lô, vòng mặt trời chói chang càng ngày càng nhỏ, hóa thành một quả cầu màu đỏ không ngừng lăn lộn quanh thân Diệp Phúc, khu trừ hết đạo văn của Sích Quyên Ma Tôn. Cùng lúc đó, trong tử phủ của Diệp Phúc, Ngọc Lâu hạ xuống chấn vỡ những đạo văn của Sích Quyên Ma Tôn. Sau một thời gian thật lâu, Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra, rốt cục hắn đã hoàn toàn khu trừ được những đạo văn của Thánh Hoàng, không còn để lại một chút hiểm họa nào. Thoát khỏi Sích Quyên Ma Tôn, cuối cùng ta cũng có thể yên ổn tu luyện, đánh sâu vào cảnh giới vô hoàng. Diệp Phúc trầm tĩnh lại, khống chế giao chỉ thiên thuyền chạy tới một mảnh hồ nước màu tím. Tô Kiều Kiều đột nhiên ồ lên một tiếng kinh ngạc, chỉ về hướng xa xa, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Nơi đó giống như có một cỗ sinh mệnh khí tức rất mãnh liệt vậy. Diệp Húc cũng lập tức cảm giác được một cỗ sinh mệnh khí tức truyền đến, ánh mắt quét tới chỉ thấy trong sân cốc Đế Hưng chi địa tràn ngập nồng đậm dòng khí hỗn độn, hẳn là khí hỗn độn từ thời xa xưa khi thiên địa đại phá diệt còn lưu lại. Ở bên trong khí hỗn độn, tự hồ đang dưỡng dục một sinh mệnh kỳ dị, chẳng những có khí tức sinh mệnh nồng đậm truyền đến, thậm chí ngẫu nhiên còn truyền đến tiếng tim đập thùng thùng. Trời sinh thần minh. Sắc mặt của Diệp Húc biến đổi, trong mắt bắn ra kim quang, bức khai xuyên thấu hỗn độn khí. Nhìn thẳng vào bên trong hỗn độn khí, trong trung tâm sân cốc, chỉ thấy có một quả trứng đá. Tiếng tim đập đúng là trong trứng đá truyền ra. Viên trứng đá này trời sinh kiểu khiếu, phảng phất còn tại hô hấp. Nó hô hấp không phải là không khí, mà rõ ràng là hỗn độn khí. Sinh mệnh trong trứng đá còn chưa hoàn toàn hình thành, mà vẫn còn đang dưỡng dục trong hỗn độn. Vậy mà đã có thần thông lớn như thế, có thể luyện hóa khí hỗn độn. Có thể nghĩ chắc chắn rằng khi xuất thế tất nhiên sẽ là loại nghịch thiên như Hạo Thiên, như Thanh Đế. Sinh mệnh trong quả trứng đá này sau khi xuất thế khẳng định có tư chất thiên đế, là con yêu của trời sinh, tương lai tất sẽ giống như Thanh Đế hoặc Hạo Thiên, có thể có tư cách vấn đỉnh đế vị. Sắc mặt Diệp Phúc biến hóa, trong tâm do không tự chủ đã thể hiện ra một chút sát khí. Trứng đá trong sân cốc kia tựa hồ như cảm ứng được sát cơ của hắn, chỉ thấy dòng khí hỗn độn bắt đầu khởi động, mơ hồ hóa thành một tòa đại trận để tự bảo hộ thân thể. Còn chưa sinh ra mà cũng đã thần kỳ như vậy, sau khi ngươi xuất thế, như thế còn được không? Diệp Phúc mỉm cười thản nhiên nói: Chẳng qua bởi vì tư chất của ngươi giỏi như vậy, ngươi được trời yêu ái, bởi thế nên ta giết ngươi. Chẳng phải nói là trong nội tâm ta thừa nhận ta không bằng ngươi sao? Trong cả đời ta đã giết người vô số, cũng không phải bởi vì người có tư chất tốt hơn so với ta mà ta muốn xử lý đối phương. Sinh linh chưa xuất thế trong sân cốc kia có thể đã không cảm thấy sát ý của hắn. Đại trận lặng yên tán đi, tiếp tục phun ra nút vào hỗn độn khí. Sư huynh, thật sự không giết sinh linh này sao? Phượng Yên Nhu thấp giọng nói. Không cần. Diệp Phúc khống chế thiên thuyền tiếp tục đi trước, cười nói: Ta một đời vũ sĩ, không phục thiên, không phục địa, tâm không sợ hãi mới có thể tinh dũng mãnh tiến. Nếu trong lòng còn có sợ hãi, bởi vì sợ hãi mà giết chết người khác, thì cho dù trở thành thiên đế cũng chỉ là kẻ yếu thôi, không đạt được tối cao thành tựu. Huyền Thiên Đại Đế có lòng sợ hãi nên đã gạt bỏ Hạo Thiên Đại Đế. Thanh Đế có lòng sợ hãi bởi vậy giết Tây Hoàng. Hiền Viên Thiên Đế cũng có lòng sợ hãi nên đã che giấu Đế Hưng chi địa. Thậm chí ngay cả cái vị Thiên Đế đương kim đã qua đời kia, trong lòng cũng có sự sợ hãi mà diệt đại thương. Tâm cảnh của bọn y hết thảy chưa thể nói tới hoàn mỹ được. Dọc theo đường đi, bọn họ lại nhìn thấy nhiều địa phương có hỗn độn, có cốc cùng loại, có khi là một mảnh đan hà trong hà quang truyền đến hơi thở mỏng manh, có khi là một mảnh hoang mạc, trong đó loáng thoáng cũng có hơi thở thần minh truyền đến. Kỳ lạ nhất là trong Đế Hưng chi địa có một tòa thiết sơn, hẳn là thai của viễn cổ thiên sơn Kim Tinh Mẫu, trong đó tự hồ cũng dưỡng dục ra một sinh linh cường đại. Những sinh linh này hình thành thời gian dài, xuất thế thời gian cũng sẽ có tiền có hậu, nhưng tư chất của bọn y đều có thể nói là nghịch thiên, là trời sinh đã là thần minh, tương lai đều có hy vọng vấn đỉnh thiên đế ổn định. Thậm chí Diệp Phúc còn có thể tiên đoán được trong tương lai sẽ có hai vị thần minh đồng thời sinh ra.
Khi đó tất nhiên sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, làm cho thiên giới phát ra một cuộc chiến sáng lạn huy hoàng. Khó trách thế giới vô hoang xuất hiện ở ngay sau Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương có một đoạn thời gian rất dài, xuất hiện hai vị thiên đế kế tiếp, Hạo Thiên Đại Đế. Các lớp xuất hiện sau thiên đế, liên tục ba vị thiên đế đều là từ thế giới vô hoang. Ánh mắt Diệp Phúc chớp động, bỗng nhiên biết được ngọn nguồn chỗ này. Đế hưng chi địa dưỡng dục sinh linh cần một thời gian rất dài, cơ hồ có thể phải dùng tới vạn năm hay 10 vạn năm, bởi vậy sẽ xuất hiện một chỗ trống rất dài. Nhưng là chỉ cần một vị thần minh xuất thế, khoảng cách thời gian giáng sinh của các thần minh khác cũng gần rất nhiều, bởi vậy sẽ xuất hiện hai vị đại đế là Hạo Thiên cùng Thanh Đế. Chỉ có Hiên Viên Thiên Đế là xuất thân nhân tộc, thực sự không phải là sinh mà đã là thần minh, bởi vậy Hiên Viên Thiên Đế là một trong những vị thiên đế đáng khâm phục. Nhưng tư chất của hài chỉ sợ còn xa cũng không theo kịp Hạo Thiên cùng Thanh Đế, có thể ngồi trên thiên đế vị cũng không dễ dàng. Những thiên đế này đều có xuất sắc riêng, bản lĩnh riêng. Cuối cùng thì Giao Chỉ Thiên Thuyền cũng chạy đến bên cạnh Hồng Mông, nơi mây tía hình thành hồ nước, chỉ thấy trong ao một đóa hoa sen xanh sâu kín nở rộ. Số mệnh tam thiên thế giới ngưng kết ở bên trong hoa sen này, đủ loại thế giới đạo văn tràn ngập. Chỉ cần hấp thu số mệnh tam thiên thế giới này là có thể tập hợp 3.000 số mệnh ở một thân, làm cho người khác khó có thể tưởng tượng được nội tình. 3.000 số mệnh thêm vào thân mình, không biết có thể cho ta đột phá cảnh giới vô hoàng hay không đây. Diệp Phúc kìm nén những dao động trong lòng, đi xuống thiên thuyền, từng bước một bước vào trong ao Hồng Mông. Ở bên trong bản vương khai thiên kinh của hắn, một bộ phận Hồng Mông thanh liên kinh tự động vận chuyển, bắt đầu hấp thu Hồng Mông mây tía. Chỉ thấy màu tím trong nước ao Hồng Mông giống như sống lại bình thường, tự động chảy vào bên trong thân thể của hắn. Một cỗ năng lượng cuồng bạo vọt tới, lại không thể lay động thân thể của hắn, ngược lại làm cho tu vi của hắn đột nhiên mạnh tiến bành trướng. Diệp Húc một hô một hấp, năng lượng cuồng bạo liền tự động chuyển thành tu vi. Hồng Mông mây tía hóa thành năng lượng mạnh mẽ to lớn, thậm chí tại phía trên tiên linh khí, chỉ qua thời gian mấy hơi thở đã cho hắn vượt qua một cái tiểu cảnh giới, tu thành nhân hoàng lục phẩm. Đột nhiên hai chân của hắn không thể nhúc nhích, tựa hồ hóa thành ngẫu tiết. Trong lòng Diệp Húc cả kinh, chỉ cảm thấy thân thể của mình theo tu vi tăng trưởng đang nhanh chóng chuyển biến. Cái loại chuyển biến này lại là vì Hồng Mông thanh liên kinh tốc độ vận chuyển cao cải biến kết cấu thân thể của hắn, dần dần áp chế xu thế bản vương khai thiên kinh, làm cho thân người của hắn bắt đầu yêu hóa, dần dần hóa thành một gốc cây thanh liên. Ở bên dưới hông của hắn, huyết nhục đã bắt đầu yêu hóa, dần dần hiện ra uy lực của lá sen. Thậm chí trên mặt ngoài làn da, nửa người phía trên hiện ra hoa văn cánh sen và dấu vết. Chỉ không lâu nữa, hắn thế thất sẽ bị Hồng Mông thanh liên kinh đồng hóa, hóa thành một gốc cây thanh liên. Hồng Mông thanh liên kinh không hổ là tâm pháp do đại đế khai sáng ra, ngay cả ta mà cũng có thể đồng hóa. Tuy nhiên, cũng may là ta không cần đến môn tâm pháp này rồi. Chém! Diệp Phúc quát lên một tiếng rõ ràng, cấm văn bản vương khai thiên kinh trào ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một thanh tuệ kiếm, một kiếm chém thẳng vào thân mình. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, bên trong thân hình của hắn trào ra một đạo pháp lực, hóa thành từng đạo cấm văn. Cấm văn ở giữa không trung tổ hợp, hóa thành thân người. Thân người này giống hắn như đúc, đó là nhân hoàng cấm pháp phân thân của hắn. Hắn chém hết tất cả cấm pháp phòng mông thanh liên kinh hình thành trong cơ thể nhân hoàng, cắt đứt mọi liên hệ với thân thể hắn. Chỉ thấy đạo phân thân này đột nhiên hóa thành một gốc cây thanh liên, đón gió hơi hơi chớp lên, nhanh chóng đánh về phía hắn. Diệp Phúc lại rút kiếm chém, chém đứt đạo nhân hoàng cấm pháp phân thân này. Vô số cấm văn rầm rầm vỡ ra, rơi vào trong ao. Tuệ kiếm của hắn chém thiên cương, tự chém tu vi, hủy diệt căn cơ Hồng Mông thanh liên kinh. Chẳng những muốn chém ngươi, ta còn muốn chém đi những dấu vết cấm pháp khác, chỉ để lại tinh thần của ta thôi. Diệp Phúc tới lên tuệ kiếm, liên tục hướng vào thân mình mà chém. Thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điện, chém. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, chém. Đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp, chém. Ngọc Thiểm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, chém. Huyền Cung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Đế, chém. Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, chém. Nhân lúc tinh thần đang hăng hái, hắn chém liền một lúc 6 loại cấm pháp. Chỉ còn Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền là một cấm pháp duy nhất còn lại trong thân thể của hắn. Nét mặt Diệp Húc cơ hơi do dự, sắc mặt đột nhiên trở nên hờ hững, vung tuệ kiếm lên, chém ngay vào thân mình. Chém liền 33 văn kiện. Chỉ nghe thấy tiếng khúc khích, 33 tôn thiên đế phân thân bị hắn chém đứt tất cả, chặt đứt các cảm ứng từ các cấm pháp phân thân này với thân thể của mình. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên trắng như tờ giấy, liên tục chém đi pháp thân nhiều như vậy, cấm văn nhô lên cao tràn ngập nhiều như thế, cơ hồ hắn đã tổn thất mất hơn phân nửa tu vi. Nguyên bản tu vi của hắn bằng với vô hoàng, nhưng tu vi đã bị chém đi nhiều như thế, cấm pháp phân thân đã bị chém đi nhiều như thế, làm cho tu vi của hắn đã bị hạ xuống.
Phía trên giao chỉ thiên thuyền, Phượng Y Nhu cùng Tô Kiều Kiều ngơ ngác nhìn Diệp Húc liên tục chém đi cấm pháp phân thân nhiều như vậy, chém đi tu vi khổng lồ như vậy. Để làm được điều này cần rất nhiều ý chí, nghị lực cùng với quyết đoán. Loại ý chí, nghị lực, quyết đoán này tuyệt nhiên tín niệm, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Ngay cả bản thân mình nếu có thể chém cũng đã dám chém, thế gian liệu còn có ai là người mà hắn không dám chém nữa đây? Phượng Yên Nhu từng nghe Diệp Phúc nói, nếu như lão Thiên Vương đứng ở trước mặt hắn cản đường của hắn, hắn cũng dám chém một đao. Nàng vẫn cho đây là một câu nói đùa, nhưng nay thì nàng đã tin là thật. Diệp Phúc đã chém đi hơn phân nửa tu vi của chính mình, đột nhiên cảm thấy thoải mái. Bản Vương Khai Thiên Kinh biến thành cấm pháp của bản thân mình, cấm pháp duy nhất trong cơ thể của hắn, giờ đây vận chuyển càng thêm linh mẫn, càng thêm mau lẹ, tu vi của hắn trở nên vô cùng tinh thuần. Tu vi tuy rằng bị chém đi hơn phân nửa, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa rơi xuống bao nhiêu. Hơn nữa, chỉ cần khôi phục tu vi, thực lực của hắn so với trước lại càng thêm tăng mạnh hơn. Này, ta đã là ta. Diệp Phúc mỉm cười, một nụ cười vô cùng sán lạn. Sau khi Diệp Phúc khu trừ sạch sẽ dấu vết cấm pháp, đại diện cho hắn đem những cấm pháp này dung nhập hoàn toàn vào bản Vương Khai Thiên Kinh. Bản Vương Khai Thiên Kinh không có mảy may những cấm pháp này, nhưng lại bao gồm toàn bộ những cấm pháp này. Ông một tiếng, Di La Thiên Địa Tháp được hắn tế lên giữa không trung, dần dần tràn ngập ra uy lực tối tăm mênh mông. Lập tức lại có Thái Dương Thần Lô bay ra, di động ở giữa không trung, giống như một cái lô hình đại lục. Một vòng mặt trời đỏ rực, lửa chói chang từ trong lô vụt ra. Tâm niệm Diệp Phúc phi động, pháp lực gào thét cuốn về hướng giao chỉ thiên thuyền. Chỉ thấy chiến thiên thuyền này cũng bị hắn thúc dục. Trong thuyền, Tô Kiều Kiều đột nhiên kinh hô lên một tiếng. 28 viên Thương Nguyệt Thần Châu của nàng bị pháp lực của Diệp Phúc thúc đẩy, phát ra uy năng, từng đám nối tiếp nhau, hóa thành 28 viên minh nguyệt chiếu rọi từng không. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng mênh mông hóa thành cấm văn, dũng mãnh vào bên trong cấm bảo của mình, cùng nước giữa Thương Nguyệt Thần Châu hòa vào với nhau. Phảng phất như bao gồm cả cấm pháp của nàng tu luyện vậy. Nàng luyện chế Thương Nguyệt Thần Châu nhốt đánh vào trong cấm pháp phân thân của mình, phải tu luyện cấm pháp Hàn Nguyệt Cung mới có thể thúc dục được. Nhưng giờ phút này lại bị Diệp Phúc dễ dàng tế lên. Hà đồ của Phượng Yên Nhu cũng bị Diệp Phúc thúc dục, yêu văn tràn ngập, cấm văn điều điều. Diệp Phúc không tu luyện cấm pháp Thiên Yêu Cung, nhưng lại đem cấm bảo Thiên Yêu Cung thúc dục, làm cho các nàng không khỏi chớp mắt tỉnh tứ, cảm thấy rất là hiếu kỳ. Diệp Phúc thu hồi tự thân pháp lực, chỉ thấy năng lượng những bảo vật này lần lượt tiêu tán, đều tự hạ xuống. Bản Vương Khai Thiên Kinh của ta giống như biển lớn thu nước của trăm sông, chân chính làm thành một trình thể, phức tạp đến cực điểm, phiền phức đến cực điểm, tìm không thấy dấu vết các cấm pháp khác, thế nhưng lại bao gồm các cấm pháp khác. Diệp Phúc ánh mắt chớp động, tin tưởng mười phần, thầm nghĩ: giờ phút này môn tâm pháp này rốt cục có thể tính toán thượng tiểu, có thành tựu được rồi. Lấy Bản Vương Khai Thiên Kinh để thúc dục các chủng loại bảo vật khác, uy năng phát huy ra chỉ tăng thêm tinh thuần. Có thể nói Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn đã biến thành một hệ thống vô cùng khổng lồ, bao quát vu đạo, yêu đạo, ma đạo, hệ thống cấm pháp, đại bộ phận bảo vật trên thế gian. Tuy rằng còn có nhiều vu bảo không ở trong giới hạn Bản Vương Khai Thiên Kinh, nhưng chỉ cần ở trong vòng phạm trù nhân, yêu, ma là hắn đều có thể tế lên được. Hơn nữa, cùng tăng trưởng theo nhãn giới kiến thức của Diệp Húc, Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn càng ngày càng hoàn thiện, hệ thống bao quát càng ngày càng nhiều, chỉ sợ là trên thế gian này không có loại bảo vật nào mà hắn không thể tế luyện. Hai mắt Diệp Húc nhắm lại, ý đồ câu thông Di La Thiên Địa Tháp. Tuy nhiên, khiến hắn nhíu chặt mày là hắn không thể cảm ứng được với tòa chứng đạo chi bảo mà Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại kia. Hắn đem môn cấm pháp Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển từ trong cơ thể hắn chém ra, chém đi tam thập tam thiên đế phân thân, lại không thể cảm ứng được tung tích của Di La Thiên Địa Tháp. Hủy bỏ Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển, ta liền không thể cảm ứng được cái hơi thở chứng đạo chi bảo này, cũng không thể triệu hồi hư ảnh món bảo vật này. Chỉ sợ là ta lần này đã tổn thất lớn rồi. Diệp Phúc buồn bã thở dài. Uy năng hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp cực kỳ to lớn, thậm chí dễ dàng đánh chết đằng hầu bậc đỉnh vu hoàng. Đem thế giới lực hình thành hà quang để luyện thành tinh cầu là hắn dựa nhiều vào đây. Nay không thể cảm ứng được với cái thiên đế chứng đạo chi bảo này, không thể nghi ngờ là đã làm cho Diệp Phúc mất đi một cái thủ đoạn mạnh mẽ hữu lực. Chém đi tam thập tam thiên đế là có chút hơi vội mất rồi. Tuy nhiên, nếu cần chém cũng chém, chỉ cần ta tu thành vu hoàng là có thể rời khỏi thế giới vu hoàng, đi vào thiên giới. Đến lúc đó chưa hẳn là không thể tìm được món chứng đạo chi bảo kia. Khi đó đem Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại chứng đạo chi bảo mà nắm giữ. Hắn hít vào một hơi thật dài, chỉ thấy trong ao hồng mông tử khí như nước bắn lên toàn thân của hắn, được Bản Vương Khai Thiên Kinh điên cuồng chuyển thành tu vi, bổ khuyết cho hắn, bởi vì hắn đã chém đi đủ loại cấm pháp nên tạo thành tổn thất tu vi.
Trong ao Hồng Mông, nước cao đang nhanh chóng giảm bớt. Nơi này là nơi Thanh Đế sinh ra. Thanh Đế lại ở chỗ này thành tựu Vu Hoàng. Một ao nước tím này, đó là Hồng Mông Mây Tía ngưng tụ mà thành Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Bàn Vương khai thiên kinh so với trước vận hành hiệu suất cao hơn nhiều, làm cho tu vi của hắn tăng trưởng nhanh so với Hồng Mông Thanh Liên Kinh còn nhanh chóng hơn. Hơn nữa, chém đi Hồng Mông Thanh Liên Kinh làm cho hắn không lo sẽ bị môn cấm pháp này đồng hóa thành một gốc thanh liên. Tu vi của hắn tổn thất chỉ mất ngắn ngủi qua 2 ngày liền hoàn toàn bổ sung trở lại, thậm chí có thể còn siêu việt hơn so với trước đây. Linh khí Vu Hoàng một hô một hấp phun ra nuốt vào là lượng linh khí mà Nhân Hoàng một năm phun ra nuốt vào. Mà Diệp Phúc giờ phút này tu vi tinh thuần, lượng linh khí phun ra nuốt vào lại càng thêm khổng lồ. Trong một hô một hấp phun ra nuốt vào luyện hóa Hồng Mông tử khí, cơ hồ có thể so với Nhân Hoàng 10 năm khổ tu, hơn nữa còn là khổ tu không gián đoạn. Hắn tuy rằng chưa phải là Vu Hoàng, nhưng giờ phút này pháp lực đã muốn đạt tới Tinh Đế Ứng Tông Đạo trình tự sơ cấp Vu Hoàng, thậm chí thân thể hoàn mỹ cho dù là Tinh Đế hay Ứng Tông Đạo cũng không theo kịp. Lấy Bản Vương khai thiên kinh phun ra nuốt vào luyện hóa Hồng Mông tử khí trong ao Hồng Mông, tốc độ tu hành làm cho hắn bước thẳng tới đỉnh Nhân Hoàng. Cấm văn Bản Vương khai thiên kinh càng ngày càng viên mãn, càng ngày càng hoàn mỹ. Ra một tiếng, phía sau hắn thế giới triển khai tử khí khí trời. Đột nhiên một gốc cây giống như trong tử khí sinh ra. Ngọc thụ vừa mới sinh ra, đâm lá màu mạ non xanh nhạt. Hồng Mông tử khí lập tức phát sinh biến hóa, hóa thành hai khí thanh trọc, hai khí giao hòa hóa thành hỗn độn. Cây ngọc thụ mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành, đem hai khí thanh trọc tách ra. Qua mỗi một thời gian, một hơi thở, ngọc thụ lại dài được trăm vạn trượng. Phượng Yên Nhu và Tô Kiều Kiều đứng ở phía trên giao chỉ thiên thuyền. Chỉ thấy phía sau Diệp Húc trong thế giới cấm pháp, thiên địa huyền hoàng xuất hiện, thanh thiên dâng lên, đại địa trầm xuống. Thiên địa âm dương, phong hỏa sơn thủy lôi nhất nảy sinh. Tiếp theo một viên mặt trời được sinh ra, minh nguyệt sáng lên. Ngay sau đó, chi chít các ngôi sao tinh đấu hiện ra trong vũ trụ tinh không. Từng tầng thiên giới, từng tầng địa ngục lần lượt xuất hiện. Xôn xao và nhộn nhạo, một đạo thiên hà đi ngang tam thập tam thiên, theo thiên giới, lái vào đại địa. Nhiều lần lưu chuyển tiến vào dưới nền đất, hóa thành hoàng tuyền, chảy qua minh phủ, tiến vào tầng dưới chót, hóa thành một tòa biển minh hải. Trong nước biển minh hải, một tiếng ngầm vang dâng lên, một tòa lục đạo luân hồi. Luân hồi càng lúc càng lớn, chuyển động không ngớt, đem chư thiên chư địa, nhân gian hết thảy nạp dưới bóng ma luân hồi. Từ trong mắt hai nàng chứng kiến, chỉ thấy thế giới cấm pháp của Diệp Húc càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng đầy đủ, thậm chí cấm pháp cẩn thận tỉ mỉ. Ở trên vùng đất lớn, kiến tạo đủ loại sinh linh kỳ lạ, có người, có thú, có chim, có cá, thậm chí còn có cả côn trùng. Những sinh mệnh thật nhỏ bé này có thể nói là rất rõ ràng và rành mạch. Trừ những cái đó ra, còn có dị thú thượng cổ, hỏa phượng, kỳ lân, long tường hổ khiếu, viễn cổ cự thú ngẫu nhiên cũng triển lộ thân hình, xưng bá một phương. Mà ở tam thập tam thiên giới lại có viễn cổ yêu thần, yêu tiên, thần Phật, hình bóng lay động, niệm tụng kinh văn, khuyên nhân hướng thiện. Trong địa phủ thì lại có viễn cổ ma thần, khẩu tụng ma pháp, dụ nhân sa ngã. Thiên huyền địa hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương, hàn lai ôn vãng, thu thu đông tàng, hải hàm hà đám, lân tiềm vũ tường, long sư hỏa đế, điểu quan nhân hoàng. Một môn tâm pháp Bản Vương khai thiên kinh từ trong đáy lòng hắn càng ngày càng hoàn thiện. Môn cấm pháp đã được đầy đủ đến loại trình độ này, Diệp Húc đã muốn chuẩn bị đánh sâu vào căn cơ Vu Hoàng. Không giống với Ứng Tông Đạo, Ứng Tông Đạo cần tới mấy năm lĩnh ngộ mới có thể đem chín đại cấm pháp trình hợp lại làm một để mở ra bản thân cấm pháp làm cơ sở để có thể đánh sâu vào cảnh giới Vu Hoàng. Mà Diệp Húc thì rất sớm đã bắt đầu khai sáng Bản Vương khai thiên kinh của mình. Hắn đem nguyên bản sở học từng đạo cấm pháp của mình chém ra bên ngoài cơ thể, hoàn thiện Bản Vương khai thiên kinh, khiến cho môn cấm pháp này trở thành một cấm pháp độc lập. Bởi vậy, chỉ cần hắn tu luyện tới cảnh giới lúc đầu của Ứng Tông Đạo cùng Tinh Đế là có thể tự nhiên mà thành tựu Vu Hoàng. Nước trong ao Hồng Mông đã biến mất hơn phân nửa, hơn nữa đang trong giai đoạn biến mất nhanh chóng. Tu vi của Diệp Húc cuối cùng cũng đã đạt tới Nhân Hoàng đỉnh phong, tích tụ tu vi dư thừa. Rõ ràng là muốn siêu việt sơ cấp Vu Hoàng, đạt tới bất kỳ Nhân Hoàng thánh chủ gì cũng đều không theo kịp. Để hoàn thiện Bản Vương khai thiên kinh của hắn, cần phải linh khí rất nhiều, 10 vạn lần nhiều hơn các Nhân Hoàng thánh chủ khác. Nếu không phải là Hồng Mông tử khí, chỉ sợ xem như đem chọn tất cả thuần dương linh mạch bậc 9 trong cái thế giới Vu Hoang này hấp thu hết thảy, cũng không thể bổ sung đầy đủ linh khí mà hắn cần. Chỉ có Hồng Mông tử khí, loại mẫu khí vạn vật này mới có thể cung cấp cho hắn năng lượng khổng lồ như thế, làm cho tu vi của hắn không ngừng tiến bộ. Nếu không, cho dù Ngọc Lâu của hắn có không ngừng ăn cắp tiên linh khí từ thiên giới cũng không cung ứng được
lượng hắn phun ra nuốt vào lớn đến như thế. Muốn tu luyện tới cảnh giới vô hoàng ít nhất cũng cần tới 300-400 năm. Cũng tức là muốn nói, nếu Diệp Phúc chưa đến đế hưng chi địa, cho dù hắn hấp thu tiên linh khí tu luyện cũng cần 300-400 năm mới có thể tích lũy đủ tu vi để đánh sâu vào cảnh giới vô hoàng. Tuy nhiên, mặc dù là trong ao hồng mông chất chứa nhiều hồng mông tử khí, thì đến nay với hắn mà nói cũng có chút không đủ. Dù sao, ao hồng mông này đã sinh ra thanh đế, hơn nữa thanh đế cũng là mượn nơi đây chứng đạo vô hoàng. Cả chất và lượng của hồng mông tử khí trong ao hồng mông đều không thể bằng khi trước. Cái ao hồng mông này, mực nước lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, tốc độ đã giảm xuống, không còn bao lâu nữa cũng sẽ khô cạn, hoàn toàn biến mất. Tu vi của ta còn kém một chút, làm sao có thể làm cho cảnh giới tu vi của ta đạt tới đến gần vô hạn trình độ vô hoàng, để có thể đột phá thành tựu vô hoàng đây? Diệp Phúc há mồm khẽ hít vào, chỉ thấy đế hưng chi địa thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, vô số tiên linh khí, tam thanh linh khí lộn xộn tuôn ra, dũng mãnh ùa vào trong miệng của hắn, hóa thành tu vi. Không gian thân hắn giống như một cái lỗ hang đen, lốc xoáy xoay tròn yên lặng đem đủ loại linh khí ở đế hưng chi địa mà vét tất cả vào. Diệp Húc bước dài, từng bước trèo lên trước gốc thanh liên kia, một mình đứng ở phía trên hoa sen, há mồm khẽ hấp, chỉ thấy số mệnh tam thiên thế giới ngưng tụ kết tinh hình thành thế giới, chen chúc chui vào trong miệng của hắn. Số mệnh kết tinh này hình như là một đám thế giới, chính là từ đạo văn, đạo vết đan vào mà thành, ẩn chứa trong cái thế giới đạo và lý, chất chứa tin tức vô cùng phong phú, vô cùng phức tạp. 3000 số mệnh gia thân giúp ta tu thành vô hoàng. Diệp Húc trầm giọng quát một tiếng, số mệnh kết tinh bị hắn hút vào bên trong khoang bụng. Vô số tin tức phức tạp vọt tới, các loại đạo văn, đạo vết, đạo và lý hết thảy hiện tại di động trong đầu của hắn. Trong thế giới cấm pháp của hắn nhất thời trở nên ngưng tụ hơn, chân thật hơn. Bản vương khai thiên kinh trong nháy mắt liền trở nên thêm hoàn mỹ, thậm chí bắt đầu tích chứa đạo vết, đạo văn mà thánh hoàng có thể lĩnh ngộ, tích chứa đạo và lý mà vũ tổ có thể lĩnh ngộ. Đế hưng chi địa, số mệnh 3000 thế giới từ sau hiên viên thiên đế không có người hấp thu, số mệnh dành dụm dài đến 70 vạn năm, đến nay hết thảy được hắn hấp thu luyện hóa. Trong đó chất chứa tin tức vô cùng phong phú, đó chính là cơ sở điện định thánh hoàng vũ tổ của hắn sau này. Giờ khắc này, Diệp Phúc đột nhiên chỉ cảm thấy tu vi tự thân đạt tới một cái cực hạn, đạt tới một cái trạm kiểm soát khó có thể vượt qua. Chỉ cần vượt qua trạm kiểm soát này, đó sẽ là một con đường bằng phẳng. Cảnh giới vô hoàng đang gần ngay trước mắt y. Năm đó, lúc ở Hoa Tư Thiên Quốc, Tây Vương Mẫu từng nói 3000 thế giới có cấu tạo kỳ lạ, có một loại trời sinh đại đạo ẩn tàng trong đó, coi như là thánh hoàng cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu có thể lĩnh ngộ đủ đại đạo ở những thế giới này, dù không phải thần vương cũng hơn hẳn thần vương. Hôm nay Diệp Húc đạt được 3000 khí vận, chỉ một thoáng đủ loại đạo lý, đủ loại đạo văn, đạo ngân hết thảy rõ ràng trong lòng. Không ngờ có một loại hóa cấm vi môn từ trong đạo môn thoát ra, dùng vu nhập đạo, cảm giác thành tựu vu tổ thần vương. Đây đương nhiên là một loại ảo giác. Hắn chỉ biết đạo lý, đạo ngân, đạo văn của 3000 thế giới, lại chưa nói tới lĩnh ngộ, không thể hoàn thành thuế biến. Nếu như hắn có thể đem đủ loại đại đạo của 3000 thế giới tất cả lĩnh ngộ, dung hội quán thông, trên tâm cảnh, trên cảnh giới cũng đã là vu tổ, là thần vương. Chỗ khiếm khuyết chỉ là tu vi mà thôi. Biết đạo là biết đạo, lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, đem đại đạo của 3000 thế giới thiên địa tất cả lĩnh ngộ, thực sự không phải là sự tình đơn giản. Cho dù là thánh hoàng muốn tìm hiểu đại đạo của 3000 thế giới thiên địa cũng phải hao phí thời gian một đời một thế, mà chưa hẳn có thể hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Dù vậy, Diệp Phúc thu hoạch được cũng không phải là chuyện đùa. Trong mơ hồ thấy được một con đường đi thông tới vũ tổ thần vương. Có được số mệnh của 3000 thế giới, điện thánh hoàng, vu tổ chi cơ, những lời này của hiên viên thiên đế cũng không có nói sai. Hơn nữa vẫn còn đánh giá thấp dự dụng số mệnh 3000 thế giới. Diệp Húc đứng trên thanh liên, vô số linh khí lộn xộn tuôn đến, một mặt cố gắng lĩnh ngộ đạo văn đạo ngân 3000 thế giới, một bên phun ra nuốt vào linh khí. Hắn như là một tuyệt thế đại yêu, một viễn cổ cự thú thành tựu vu hoàng. Các loại thiên giới cao đẳng linh khí liên tục không ngừng dung nhập quanh thân, lại làm cho tu vi của hắn nước lên thì thuyền lên, càng thêm tiếp cận cảnh giới vô hoàng. Hắn có được ưu thế người thường khó có thể sánh được, trước tiên lĩnh ngộ vô hoàng cảnh giới, tu thành vô hoàng thân thể, luyện thành vô hoàng pháp lực, tu vi mới có thể như thế vừa dũng mãnh tiến. Hôm nay bộ phận tâm cảnh của hắn, bộ phận tu vi cảnh giới đã đạt tới độ cao thánh hoàng, thậm chí ngay cả cảnh giới vũ tổ cũng bắt đầu có chỗ chạm tới, càng làm cho tốc độ của hắn phun ra nút vào linh khí nhanh rất nhiều. Diệp Húc thành tựu vô hoàng, chỉ cần linh khí dồi dào, quả thực rất dễ dàng.
Rốt cuộc tiến vào phiến bí cảnh này rồi. Đế Hưng chi địa đột nhiên rung chuyển xuống dưới, một cỗ cường hoành khí tức phóng lên trời. Bốn vị vô hoàng nhảy vào nơi đây, mỗi người ngây ra như phỗng, đứng giữa không trung sau nửa ngày nói không ra lời. Sau một lúc lâu, có người nghẹn ngào kêu lên: "Tại đây là địa phương nào vậy? Lại có tiên linh khí nồng đậm như vậy sao?" "Tiên linh khí tính là cái gì chứ? Còn có tam thanh linh khí, loại linh khí nghịch thiên này. Lão thiên ơi, thế gian lại có loại địa phương như thế này, khắp nơi đầy bảo bối, chẳng lẽ là tượng thiên chiếu cố ta sao?" "Những bảo bối này hết thảy đều phải về tay bản hoàng, ai dám cùng bản hoàng tranh đoạt, bản hoàng liền giết ngay." Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu trong nội tâm cả kinh, vội vàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy lại có 4-5 vị vô hoàng nhảy vào Đế Hưng chi địa. Những người này cũng là đám vô hoàng đuổi giết Diệp Phúc, ý đồ muốn cướp lấy giao chỉ thiên thuyền. Những vô hoàng này thực sự không phải là đến từ một thế giới, mà là khi Diệp Phúc đang tìm kiếm đường tiến vào Đế Hưng chi địa, lúc xuyên toa đại thiên thế giới, kinh động đến vô hoàng ở những thế giới khác. Diệp Phúc khống chế thiên thuyền xuyên toa hư không tìm kiếm Đế Hưng chi địa, cơ hồ kinh động tất cả vô hoàng ở 3000 thế giới, bởi vì tham lam thiên thuyền mà Diệp Phúc điều khiển mới theo đuổi giết không ngừng như vậy. Những người này tại giây phút Diệp Phúc cùng Xích Quyên Ma Tôn xâm nhập Đế Hưng chi địa cũng phát giác chỗ bất thường của Đế Hưng chi địa, bởi vậy siêng năng tìm kiếm con đường tiến vào Đế Hưng chi địa. Rốt cuộc có người từ thế giới vô hoang xuyên toa đến nơi đây. Hơn nữa, hai người Hắc Thiên Ma Tôn cùng Xích Quyên Ma Tôn đã ly khai thế giới vô hoang, đã không có hai vị thánh hoàng này áp chế, khiến cho những vô hoàng này cũng không kiêng nể gì cả. Vô hoàng thân là lực lượng đứng đầu 3000 thế giới, ngoại trừ thánh hoàng ra, không ai có thể ngăn cản bọn họ. Từng người có thể tu thành vô hoàng, không ai không phải là kỳ tài ngút trời, không phải ngũ hành thân thể thì cũng là thần thể, tâm cao khí ngạo. Người giống như Ứng Tông Đạo, Diệp Phúc có tư chất bình thường như vậy mà tu thành vô hoàng ít càng thêm ít. "Có người tại đây đang thuần phệ linh khí, lượng phun ra nuốt vào thật là kinh người. Không biết là ai tại đây mượn tiên linh khí, tam thanh linh khí để đột phá, thành tựu vô hoàng vậy?" Đột nhiên, một vị vô hoàng phát hiện thiên địa dị biến, vô số linh khí chen chúc hướng tới Đế Hưng chi địa hạch tâm, không khỏi giận dữ. "Chỉ là một tiểu bối nửa chân đạp đến vô hoàng cảnh giới, cứ nhiên dám động đến đồ vật của bản hoàng, chết cũng không có gì đáng tiếc cả." "Lại là chiếc thuyền kia, chắc là tên tiểu bối điều khiển chiếc thánh bảo thuyền đó rồi, tại chỗ này đột phá, muốn thử thành tựu vô hoàng. Thật kỳ quái, chiếc thuyền này thế nào trở nên tàn phá đến không chịu nổi như vậy? Tên tiểu bối này thật sự không thể dò xét được, cứ nhiên lại có thể đem linh khí của phiến bí cảnh này hết thảy dẫn dắt tới hấp thu luyện hóa." Phượng Yên Nhu thậm chí thấy Ung Hoàng, Chiến Hoàng cùng Pháp Hoàng, ba người đến từ thế giới huyền u cũng ở trong đó, không khỏi thất sắc, thầm nghĩ: "Hôm nay sư huynh đang tại thời kỳ mấu chốt trùng kích vô hoàng, nếu bị những người này quấy rầy, chỉ sợ liền thất bại trong căng thấp. Vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn quấy nhiễu đến sư huynh được." Tô Kiều Kiều cùng nàng nhìn nhau, hai nữ tâm ý tương thông, ánh mắt kiên nghị, dự định liều chết cũng phải ngăn cản những người này một lúc, để cho Diệp Phúc có thể thông dong đột phá trở thành vô hoàng. Tiến vào Đế Hưng chi địa này có tất cả 9 vị, bất luận vị vô hoàng nào cũng đều vượt xa khả năng chống lại của hai nàng, chỉ sợ liền một chiêu cũng tiếp không nổi sẽ bị Hưng Tiêu Ngọc Vẫn. Bất quá Diệp Phúc đối với Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều, hai người bị cỗ khí tức này chấn áp, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, tính cả giao chỉ thiên thuyền cùng một chỗ cũng bị ép từ trong không trung rơi xuống. "Di La Thiên, tam tập tam nữ đế." Phượng Yên Nhu quát một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên một đạo thanh khí lao ra, hóa thành tam thập tam thiên. 33 tôn nữ thiên đế đi ra từ thiên cung, nhất tề thúc giục Hà Đồ. Nàng dung tay đem hư không ngọc bội tiến lên, ý định liều chết chiến một trận. Tô Kiều Kiều cũng phập phồng tu vi, toàn lực ứng phó, chuẩn bị đối chiến một kích vị vô hoàng này. "Hai vị phu nhân, các nàng thân đã mang thai, tính tình thế nào còn nóng nảy như vậy?" Đột nhiên một cỗ đại lực đánh úp lại, cướp lấy quyền khống chế giao chỉ thiên thuyền. Chỉ thấy chiếc lâu thuyền này phi tốc hướng bên trong liên hoa chạy tới. Thiên thuyền chạy nhanh nhập vào cấm pháp thế giới của hắn, dừng lại tại trên không trung, treo ở đầu cành ngọc thụ. Diệp Phúc thân bị hư không vặn vẹo, đỉnh đầu lốc xoáy, toàn bộ trong Đế Hưng chi địa, các loại thiên giới linh khí chen chúc mà đến, dung nhập quanh thân của hắn. Hắn cười nói: "Các nàng ngoan ngoãn dưỡng thân thể cho tốt vào, ngàn vạn lần không được động thủ lung tung, nếu không tổn thương đến Tây Hoàng với Tần Hoàng tương lai, chẳng phải là tội lớn hay sao?" Tượng thiên thần chùy oanh xuống, hung hăng hướng Diệp Phúc đập tới. Cạch một tiếng vang thật lớn, oanh tại bên trong bản vương khai thiên thế giới của hắn. Một kích này vậy mà không oanh phá được cấm pháp thế giới của hắn, không làm hắn bối rối chút gì. "Tiểu bối tu vi không kém, cư nhiên có thể đỡ được một kích của bản hoàng."
Vị vua hoàng hướng Diệp Phúc ra tay kia nao nao, lập tức cười ha hả bước đến, bước đạp hư không, cất cao giọng mà nói: "Bất quá, tướng hoàng ta chỉ sử xuất 3 phần tu vi, người nếu tức thời liền lập tức đình chỉ hấp thu linh khí, đem chiếc bảo thuyền kia giao ra đây. Nếu không, đừng trách bản hoàng vô tình, đem ngươi tại chỗ mà chu sát." "Tướng hoàng, người này ngươi không chu sát, chấm cũng nhất định khiến hắn phải chết kìa." Ông hoàng cùng chiến hoàng, pháp hoàng, ba người cùng nhau đi tới, sắc mặt âm trầm, liếc nhìn Diệp Phúc một cái, điềm nhiên lên tiếng: "Kẻ này cùng thế giới huyền u ta có thâm cừu đại hận, bất cộng đái thiên, chỉ có dùng máu của hắn, đầu của hắn mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng chấm thôi." Lại có một vị vua hoàng cười to đi tới, người này khí lực cực kỳ cường tráng, thân cao hơn 20 trượng, quanh thân cơ bắp nửa nang, cười to mà nói: "Một tiểu bối sắp bước vào cảnh giới vua hoàng, cự nhiên lại tại lúc thành tựu vua hoàng, kinh động chúng ta, nhiều vua hoàng thế hệ trước như vậy, truyền đi không khói sẽ bị người nói thành lễ lớn hiếp nhỏ thôi." "Bản hoàng đã từng nói qua, ai dám cùng ta tranh đoạt linh khí nơi đây, bản hoàng liền giết hắn, mặc kệ hắn đến thuộc cùng là ai." Lại có một vị vua hoàng đi tới, thản nhiên nói: "Chúng ta tất cả 9 vị vua hoàng, la hoàng, người muốn độc chiếm tất cả linh khí nơi đây, không khỏi khẩu vị quá lớn rồi." "Người vì tài mà chết, điểu vì thực mà vong, mặc dù là vua hoàng cũng không thể ngoại lệ. Ai bảo bảo vật nơi đây thật quá kinh người chứ? Bất quá la hoàng ngươi muốn chống lại 8 đại vua hoàng, thật sự quá đề cao chính mình rồi. Lấy cách nhìn của ta, chúng ta không bằng sau khi xử tử tiểu tử này chia đều nơi đây. Chư vị, các vị nghĩ như thế nào?" "Tiểu tử kia, ngươi chỉ là một hậu bối, đối mặt với 9 vị tiền bối, rõ ràng còn dám điềm nhiên như không có việc gì, đem chúng ta không đếm xỉa tới, đội tội đáng chết vạn lần. Thật sự là tội đáng chết vạn lần mà." Vị tương hoàng kia cười ha ha, đột nhiên tiến lên một tượng thiên thần chùy, ầm ầm hướng Diệp Phúc một chùy nện xuống. Hắn cười nói: "Cái khác bản hoàng tạm thời không nói, bản hoàng nhìn tiểu tử ngươi không vừa mắt, trước giết hắn sau đó lại đến thảo luận quyền sở hữu của bảo vật nơi này." Lúc này đây hắn chính là toàn lực mà phát, thậm chí tiến lên cấm bảo tự luyện chế tượng thiên thần chùy cùng cấm pháp của hắn hoàn mỹ phù hợp, uy năng lập tức so với một chiêu vừa nãy cường hãn không chỉ gấp trăm lần. Diệp Phúc làm như không thấy, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời lẩm bẩm mà nói: "Thế giới vua hoàng từ trước đến nay có truyền thống vua hoàng nhân kiếp, chẳng lẽ lần này trở thành vua hoàng ta cũng phải trải qua một hồi nhân kiếp hay sao? Bất quá lần nhân kiếp này có vẻ quá yếu." Phía trên vòm trời, một cỗ lực lượng vĩ ngạn vô cùng xé rách không gian để hưng chi địa, lộ ra thiên giới mênh mông bao la bát ngát. Chỉ thấy một đạo vừa thô vừa to linh mạch theo 9 tầng trời từ từ hạ xuống. Hắn rốt cục cũng đột phá thành tiểu vua hoàng, đạt được 3000 thế giới đồng thừa nhận, thiên đạo tán thành, trời giáng xuống tiên linh khí. "Cự nhiên là một đầu tiên linh chi mạch hoàn chỉnh." Một vị vua hoàng chứng kiến đầu linh mạch này gột rửa hạ xuống, không khỏi thất thanh mà nói: "Trong đời này của ta chưa từng thấy lúc người đột phá vua hoàng, thiên đạo ban xuống cả đầu tiên linh chi mạch hoàn chỉnh như vậy." Đầu linh mạch này rơi xuống được phân nửa, lập tức lại có một đầu linh mạch từ thiên giới lúa ra, hướng Diệp Phúc rơi xuống, sau đó là đầu thứ ba, đầu thứ tư. Diệp Phúc thành tựu vua hoàng, được thiên đạo đồng thừa nhận, trong khoảnh khắc tiên linh chi mạch hạ xuống, lên đạt tới 4 đầu. Đầu linh mạch thứ 5 cũng theo sát đi xuống, lập tức răng rắc một tiếng bẻ gãy, chỉ có nửa đầu hạ xuống. 9 vị vua hoàng ngây ra như phỗng, trừng to mắt nhìn xem một màn này. Đại vua tại lúc đột phá vua hoàng, đạt được thế giới thừa nhận, thiên đạo tán thành, tiên linh khí ban xuống, hoàn toàn đủ cho vua hoàng vượt qua kỳ suy yếu. Bởi vậy cũng có thể nói, theo lượng tiên linh khí ban xuống bao nhiêu, liền đó có thể thấy được thành tựu của vị vua hoàng này. Thành tựu càng lớn, đánh xuống tiên linh khí càng nhiều, thành tựu càng nhỏ, linh khí liền ít. Nhưng là đánh xuống đầu tiên linh chi mạch hoàn chỉnh, loại chuyện này lại rất ít phát sinh, ít nhất tất cả vua hoàng ở đây chưa từng gặp qua. Cho dù là đế tuệ, tại lúc thành tựu vua hoàng cũng không thể đạt được đầu tiên linh chi mạch hoàn chỉnh, mà là linh khí tán toái. Diệp Húc lần này thành tựu vua hoàng, thiên đạo ban tặng linh mạch, vậy mà không chỉ một đầu mà là đến 4 đầu rưỡi tiên linh chi mạch, cơ hồ khiến ở đây tất cả vua hoàng chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đây chẳng phải là nói hắn sau khi thành tựu vua hoàng cần hấp thu 4 đầu rưỡi tiên linh chi mạch mới có thể vượt qua kỳ suy yếu hay sao? Một vị vua hoàng run giọng nói: "Vừa thành tựu vua hoàng, hắn liền muốn tiêu hao hết 4 đầu rưỡi tiên linh chi mạch, khi đó hắn đạt trình độ khủng bố bậc nào đây?" "Bản hoàng, trong cuộc đời này linh khí hấp thu dồn cùng một chỗ, thậm chí không đến một đầu tiên linh chi mạch, thậm chí ngay nửa đầu cũng không tới,
mà hắn ta lại liên tiếp 4 đầu? Chẳng lẽ hắn là thiên đế chi tử trong truyền thuyết hay sao? Người này tuyệt đối không thể để cho hắn sống. Nếu không, hắn một khi hấp thu những đầu linh mạch này, chúng ta hết thảy không thể làm gì được hắn ta. Thậm chí nói không chừng sẽ chết trong tay hắn ta kìa. Tướng Hoàng quát lớn, tượng thiên thần trùy hướng bản vương khai thiên thế giới của Diệp Húc hung hăng nện xuống. Vô số cấm vân tràn ngập hư không, xâm nhập thế giới của hắn, ý đồ ma diệt tu vi hắn, công kích tới bản thể Diệp Húc. Ta đã thành vô hoàng, bằng vào ngươi cũng muốn công kích ta sao? Diệp Húc cười lạnh, đối với thế công xuống của tượng thiên thần trùy cũng mặc kệ, quanh thân lực hút càng mạnh hơn nữa, dẫn dắt những đầu tiên linh chi mạch bay tới, ý định tại lúc mấy vị vô hoàng công kích đến mà vượt qua kỳ suy yếu. Chỉ thấy cái chuôi thần trùy oanh xuyên lục đạo luân hồi, vặn vẹo trọng trọng thời không, đem tầng tầng thời không đập nát, vô cùng gian nan hướng tới Diệp Húc mà tiếp cận. Với tướng hoàng pháp lực cùng lực công kích kinh thiên động địa này, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào đem lục đạo luân hồi tạo thành vặn vẹo thời không hết thảy kích xuyên đánh nát. Việc này lại khiến cho mấy vị vô hoàng khác không khỏi ra đầu run lên. Cấm bảo tượng thiên thần trùy này rốt cục cũng công phá lục đạo luân hồi, hình thành phòng ngự hư không, đại trì hưng hong đập xuống như là đập vào một cái trống lớn bằng da trâu, một tiếng trống nổ vang chấn triệt thiên địa. Tướng hoàng nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả, hung ác nói: "Tiểu tử, phòng ngự của ngươi đích xác rất mạnh, bất quá trên pháp lực không cách nào cùng bản hoàng so sánh được. Bản hoàng xuất một kích toàn lực liền có thể đem ngươi đánh nát được." Hắn lời còn chưa dứt, lập tức lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy bản vương khai thiên kinh thế giới của Diệp Húc đã nhận toàn lực một kích của hắn, bị đánh cho cấm vân thế giới dung chuyển không ngớt, lại thủy chung không bị phá nát. Chẳng những không có nghiền nát, cấm pháp thế giới của Diệp Húc thậm chí bắt đầu diễn sinh ra nguyên một đám tiểu thế giới, như hình dạng ngọc bàn là huyền u thế giới, trời tròn đất vuông là vu hoang thế giới, 10 tầng u ám hằng cổ ma vực cùng với chư Phật thập phương thế giới, bát đại ma đế thế giới, thần sơn quân luân tiên giới. Rất nhiều tiểu thế giới từng cái diễn sinh bay xung quanh thế giới vu hoang, dựa theo quy tích vận hành riêng đặc biệt phần mình, làm cho Diệp Húc pháp lực tiếp tục không ngừng bành trướng. Thậm chí hắn đem 4 đầu rưỡi tiên linh chi mạch hết thảy dẫn dắt mà đến, chỉ thấy linh mạch như long như dao thuyên chuyển biến hóa hướng hắn tiếp cận. Chỉ cần luyện hóa dung nhập vào trong những thế giới này, 3000 thế giới thế tất hội diễn hóa được càng ngày càng nhiều, càng chân thực hơn. Do hư nhập thực làm cho pháp lực của hắn đạt tới một độ cao mà vô hoàng đều không thể với tới. Yêu nghiệt, đây tuyệt đối là một tên yêu nghiệt mà. Tướng hoàng vừa sợ vừa giận, há miệng gào thét, một hơi phun ra, chỉ thấy một đạo cấm pháp vân thân đột nhiên lao ra bên ngoài cơ thể, cùng tượng thiên thần trùy dung hợp, đem cấm bảo uy năng triệt để phát huy. Hắn điểm như nói: "Chư vị, hãy cùng nhau động thủ, nếu không người này thành tựu vô hoàng, hết thảy chúng ta không có đường sống." Bàn vương bọn người không đợi hắn mở miệng, đã sớm xuất toàn lực, ào ào hướng Diệp Húc mà công tới. 9 đại vô hoàng ra tay, dung chuyển hư không, đế hưng chi địa. Chỉ thấy từng kiện cấm bảo lơ lửng càng lúc càng lớn, uy năng càng ngày càng thịnh, hết thảy hướng Diệp Húc mà đánh xuống. Thần tượng đạp thiên. Thân hình của tướng hoàng đột nhiên hóa thành một đầu voi thần, chân đạp trời xanh, dẫm lên một vòng mặt trời chói chang, xoé lên thần chùy ầm ầm hướng Diệp Húc mà nện xuống. Lượng thiên thần xích, đo đạc thiên địa. La hoàng tế lên một cây thần xích phía trên khắc nhật nguyệt tinh thần, hoa điểu trùng ngư, 24 tiết, 360 chu thiên khắc độ hướng Diệp Húc đánh tới. Kiện thần xích này tên là lượng thiên, có thể đo cả trời, trong đó chất chứa cấm pháp, có sở trường cảm chi cấm bảo, cấm vân của kẻ khác. Từ bên trong cấm vân kẻ khác tìm ra lỗ hổng sơ hở, rồi giáng cho hắn một kích chí mạng. Chiến hoàng đồ lục, nhất cấm hóa bắt hoang. Chiến hoàng quát tháo, một quyển đồ lục ào ào bay lên không, đồ lục triển khai hóa thành bắt hoang. 8 tòa đại lục, đại lục ngưng tụ hình thành 8 pho tượng chiến hoàng. Bát hoang chiến thần, một tia ý thức hướng Diệp Húc đánh tới. "Ta, liệt hoàng, chỉ tu thân thể, không tu cấm bảo. Bản hoàng thân thể chính là cấm bảo. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này có thể chịu nổi một quyền của ta hay không." Liệt hoàng cao hơn 10 trượng, quanh thân tràn ngập cấm vân, dùng thân thể như cấm bảo, một quyền oanh ra, uy năng không chút thấp hơn cấm bảo của vô hoàng khác. "Huyền U Thánh Hoàng Đồ, Thánh Hoàng phục sinh, nhất trưởng bình thiên hạ, tái thủ định càn khôn." Còn Ung Hoàng ánh mắt chớp động, đằng đằng sát khí, đem Huyền U Thánh Hoàng Đồ tế lên, kiện thánh bảo này lập tức sống lại. Một tôn thánh hoàng hiển hiện trên bức đồ, lão lập tức bàn tay lớn một cuốn, đem Thánh Hoàng Đồ khoác lên người,
như là đem huyền u thế giới luyện hóa thành simi của mình vậy. Chỉ thấy vị thánh hoàng này khí tức cổ xưa, đại thủ xuất ra, một trường đẩy tới, một quyền oanh xuống, đồng thời hướng bản vương khai thiên thế giới của Diệp Húc oanh đến, như muốn đem cấm pháp thế giới của hắn đánh nát vậy. Pháp hoàng, chấm đã ra tay, tại đây liền không có chuyện của ngươi nữa rồi. Ông hoàng truyền âm cho pháp hoàng, Điềm Nhiên nói: chấm vừa ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi lập tức cướp lấy những điều tiên linh chi mạch kia, bốn đầu rưỡi tiên linh chi mạch, nếu là rơi vào trong tay Thánh Ngung hoàng triều ta, Thánh Ngung hoàng triều ta tương lai chưa hẳn là không thể lại sinh ra một đời vị thánh hoàng. Pháp hoàng nguyên vốn chuẩn bị ra tay với công Diệp Húc, nghe vậy nao nao, lập tức đại hỉ, phóng lên trời hướng bốn đầu rưỡi tiên linh chi mạch chụp tới. Trường Thanh cười nói: bản hoàng trước thu hơn bốn đầu linh mạch này, miễn cho không bị tên tiểu bối này hấp thu, để cho thực lực hắn tăng mạnh. Tám vị vô hoàng đồng thời hướng Diệp Húc công phạt đến, thậm chí còn có huyền u thánh hoàng đồ, thánh bảo bậc này. Vô hoàng thúc giục cấm bảo, sinh ra uy năng đã kinh thiên động địa, mà thánh bảo lại càng thêm khủng bố, lấy thiên làm tông, lấy đạo làm môn. Trong tay huyền u thánh hoàng thậm chí mơ hồ xuất hiện một tòa đạo môn. Rầm rầm rầm, từng kiện cấm bảo oanh lên bản vương khai thiên thế giới, vô số cấm vân quét tới, lại chỉ đánh cho cấm pháp thế giới của Diệp Húc dung chuyển không ngớt, thủy chung không thể công phá phòng ngự của cấm pháp thế giới của hắn. Bất quá, bản vương khai thiên thế giới lọt vào công kích của tám vị vô hoàng, nhất thời cũng thấy chống đỡ hết nổi, bị áp xúc kịch liệt. Cấm pháp thế giới của Diệp Húc triển khai xây dựng trọng trọng không gian, hình thành thập địa, tam thập tam thiên, 3000 thế giới. Từng cái thế giới đều là một không gian độc lập, bên trong có thiên địa rộng lớn bát ngát. Giờ phút này, rất nhiều vô hoàng hợp lực đánh một kích uy năng rất mạnh, thậm chí khiến cho cấm pháp thế giới hắn bị ép tới mức nhanh chóng thu nhỏ lại. Răng rắc một tiếng, huyền u thánh hoàng một trưởng oanh đến, lòng bàn tay một tòa đạo môn nhỏ tinh xảo ấn lên bản vương khai thiên thế giới, lập tức đem cấm pháp thế giới này phá mở một thông đạo thẳng tắp thông hướng thế giới trung tâm Diệp Húc. Đại thủ của thánh hoàng rút ra phía sau, lại là một quyền dọc theo thông đạo oanh đến, chỉ một thoáng vượt qua trọng trọng thời không, bước thẳng Diệp Húc mà đi. Ông hoàng rút cục công phá phòng ngự của cấm pháp thế giới của Diệp Húc, trong lòng chấn động. Hắn lợi dụng thánh bảo mới công phá phòng ngự của Diệp Húc được, có thể thấy được thực lực Diệp Húc đã tới đẳng cấp kinh người như thế nào. Cấm pháp của tiểu tử này đã bị chấm oanh mở, đồng loạt ra tay giết chết hắn ta. Hắn ca giọng quát, bảy vị vô hoàng khác tinh thần rung lên. Tướng hoàng cười ha hả, nhảy vào bên trong cấm pháp thế giới của Diệp Húc, xóa lên từng thiên thần chùy, quét ngang bốn phía, đánh nát đạo đạo cấm vân trong cấm pháp thế giới Diệp Húc, ma diệt tu vi của hắn. Lão cười to nói: tên tiểu bối này vừa mới trở thành vô hoàng liền có thực lực như thế, bản hoàng liền phế đi tu vi của ngươi, nhìn xem ngươi như thế nào kiêu ngạo đây. Cùng lúc đấy, bọn người La Hoàng, Chiến Hoàng ào ào xuất thủ nhắm hướng cấm pháp thế giới trung tâm Diệp Húc, có người thì như tướng hoàng ma diệt tu vi của Diệp Húc. Bát đại vô hoàng liên thủ chỉ vì đối phó với một mình Diệp Húc. Một đám gà đất chó cánh, chẳng lẽ không biết ta đã trở thành vô hoàng rồi sao? Cứ nhiên không chịu bỏ chạy trốn chết, còn dám hướng ta ra tay, tự tìm đường chết sao? Diệp Húc nhìn đến một quyền thánh hoàng đang đánh tới, đột nhiên một trưởng đánh ra, cùng một quyền của thánh hoàng đối chiến. Hắn một trưởng đánh ra, nhất thể hóa thành một cái đại thủ ấn, hình như huyền u thế giới. Đây chính là huyền u ấn. Hắn hấp thu khí vận 3000 thế giới, 3000 khí vận gia thân, đủ loại đạo văn đạo ngân cho tới thiên địa đại đạo, hết thảy rõ ràng trong lòng, chỉ là không có lĩnh ngộ mà thôi. Nhưng là đem những đạo văn đạo ngân này xuất ra lại không có gì trở ngại. Ông hoàng, tổ tông ngươi chính là thánh hoàng của huyền u thế giới, hôm nay ta dùng huyền u ấn để đối phó với ngươi, cho ngươi thấy vu hoàng nhà ngươi, thậm chí cả tổ tông của ngươi đều cùng ta chênh lệch như thế nào. Một quyền một ấn va chạm, quyền của thánh hoàng lập tức dừng lại, cánh tay răng sắc một tiếng bị bẻ gãy, bị một đạo đại thủ ấn Diệp Húc oanh ra cấm pháp thế giới bản thân. Ung hoàng kêu rên một tiếng, lảo đảo rút lui, trong lòng vừa sợ vừa giận. Chẳng bao lâu sau, tại trong thánh ngung bảo khố, hắn một tay che trời, đem vạn vạn dặm hư không giữ lại tại bàn tay, cơ hồ muốn lấy tính mệnh Diệp Húc, mà lúc này Diệp Húc vậy mà xuất một đạo đại thủ ấn liền có thể đánh lui được hắn. Diệp Húc lại xuất ra một đạo đại thủ ấn ra, hướng bảy vị vô hoàng khác đồng thời oanh khứ. Chỉ thấy một đạo đại thủ ấn này hóa thành một tôn đại Phật, đúng như là Như Lai Phật Tổ thời viễn cổ trung ương thế giới, thân hình như Tu Di Sơn, chính là Tu Di Ấn. Tượng thiên thần trùy bị một đạo Tu Di Ấn oanh trúng, phát ra một âm thanh răng rắc, rầm rầm nghiền nát. Tướng hoàng lập tức bị trọng thương,
bị vị đại Phật này cong ngón búng ra, miệng lớn thổ huyết, thân bất do kỷ bị đẩy lùi ra khỏi cấm pháp thế giới của Diệp Húc. Mấy vị vua hoàng khắc thế thế trong nội tâm khiếp sợ, vội vàng không dám tiếp tục đứng ở trong thế giới cấm pháp của Diệp Húc nữa mà vươn người chạy trở ra. Chư vị chớ sợ, hôm nay tiên linh chi mạch của hắn đã hết thảy rơi vào trong tay của ta rồi, hắn cản rỡ không được bao lâu đâu. Pháp Hoàng cười dài nói. Bọn người Ung Hoàng vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Pháp Hoàng đã đem bốn đầu rưỡi tiên linh chi khí hết thảy thu lấy, cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở ra. Diệp Húc khừng lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, đột nhiên đưa tay đánh một chưởng, chỉ thấy đạo thủ ấn này hình như một cái lưu ly thần trung ầm ầm đánh tới, chính là chư Phật thập phương thế giới lưu ly ấn. Pháp Hoàng liền vươn tay ngăn cản, chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, thần trung đánh tới, tại chỗ đem hắn đánh tan xương nát thịt, huyết nhục bay tán loạn, hóa thành mưa máu đầy trời. Pháp Hoàng vẫn chưa chết, ở giữa không trung đột nhiên huyết nhục lúc nhúc ngưng tụ thành hình, thân thể của hắn vừa mới ngưng tụ, đột nhiên thần trung chụp xuống, trung vang không dứt, trong chớp mắt triệt để luyện hóa hắn thành tro tàn, thân tử đạo tiêu. Cho tới bây giờ chỉ có ta cướp của người khác, ngươi cư nhiên lại dám cướp đoạt của ta, ngại chết chậm quá hay sao? Thần trung liền tán đi, Diệp Húc thản nhiên nói. Diệp Húc chỉ vừa vặn xuất ra một kích liền đem Pháp Hoàng đánh chết, một thế hệ vua hoàng từ đây liền biến mất. Người có thể tu thành vua hoàng không người nào không phải là một thế hệ kinh thiên động địa, không có thủ đoạn hơn người hay sao? Người như thế phóng ở bên trong bất kỳ một đại thế giới nào đều là tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng Diệp Húc chỉ đánh xuống một chiêu lưu ly ấn liền đem một vị vua hoàng chôn vùi. So với Diệp Húc thành tựu vua hoàng, trời ban cho bốn đầu giữa tiên linh chi mạch làm cho người rung động. Có thể nói chiến lực của Diệp Húc hôm nay cùng ở bên trong thế giới vua hoàng Nghệ Hoàng, Nga Hoàng, Y Doãn, Chu Vũ Mục Vương, những vị đã lưu danh sử sách, lưu lại truyền thuyết vua hoàng, thực lực tương đương với nhau. Nghệ Hoàng một kim tiễn chấn áp Bá Hạ Lão Tổ, Nga Hoàng giết chết Hàn Trác, Y Doãn sau khi giết chết U Vương, Chu Vũ Mục Vương một chưởng đánh chết Chuyển Luân Nữ Thánh Vương, đây đều là những chiến tích kinh thiên động địa. Mà Diệp Húc hôm nay một kích đánh chết Pháp Hoàng, chiến tích cơ hồ có thể nói là ngang bằng cùng những vị vua hoàng đã nổi danh từ xưa. Ta so với Nga Hoàng, với Chu Vũ Mục Vương, bọn người kia vẫn còn kém một chút. Nga Hoàng giết Hàn Trác, mi tâm Hàn Trác chỉ bị thủng một lỗ nhỏ bằng ngón tay, rõ ràng là bị nàng ta dùng một ngón tay điểm chết. Chu Vũ Mục Vương giết Chuẩn Luân Nữ Thánh Vương, một chưởng đánh bay đầu, lại làm Chuẩn Luân Nữ Thánh Vương triệt để chết đi. Cái loại thủ đoạn này ta lại không thể sánh bằng. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Bất quá ta đối với đại thế giới ấn không quá quen thuộc, nếu như quen thuộc về sau lại độ qua vua hoàng kỳ suy yếu, giống như Nga Hoàng vậy, một ngón tay diệt vua hoàng cũng không phải là không có khả năng. Vừa rồi hắn dùng một thức lưu ly ấn đem Pháp Hoàng chấn vỡ đánh chết, thi cốt không còn, xa xa không bằng Nga Hoàng cùng Chu Vũ Mục Vương như vậy phong khinh vân đạm. Hắn chỉ là vừa tấn chức trở thành vua hoàng, vẫn còn trong kỳ suy yếu, phải đem bốn đầu giữa tiên linh chi mạch hoàn toàn thôn phệ luyện hóa mới có thể vượt qua kỳ suy yếu, bản thân có được pháp lực tương xứng. Bọn người chiến hoàng nhìn về phía Diệp Húc trong nội tâm một hồi rét lạnh. Hắn còn ở kỳ suy yếu liền có được chiến lực khủng bố bậc này, nếu như hắn vượt qua kỳ suy yếu còn để cho người khác sống được hay sao? Ta không tin ngươi chỉ là một tiểu bối vừa mới tấn chức vua hoàng, ngay cả kỳ suy yếu cũng không có vượt qua liền có thể chu sát vua hoàng, trúc dùng thân thể ma thiên chiến thể. Liệt Hoàng gầm lên, thân hình càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng tráng kiện, hóa thành trúc dung thân thể, mặt thú thân người, chân đạp hai đầu hỏa long, quanh thân liệt hỏa hừng hực, liệt hỏa tạo thành từng đạo cấm vân kỳ dị như đồng sở luyện, khóa chắc toàn thân của hắn, phóng nhanh tới Diệp Húc, khí thế không thể xem thường. Hắn lạnh lùng nói: "Bản hoàng chính là hỏa đức trúc dung thân thể, đến từ trúc dung thế giới, trong thể nội chảy xuôi trúc dung thiên đế huyết mạch, chính là nhân thượng chi nhân, hoàng trung chi hoàng. Tu luyện trúc dung phần thiên kinh, một kích xuất ra, ngay cả ngôi sao cũng có thể hòa tan được. Người chết đi cho ta." Diệp Húc đến nhìn cũng không thèm, đột nhiên một thức công cộng ấn đánh ra. Ấn pháp hắn hóa thành cộng công thế giới, như là một tòa thuần túy do tịnh thủy tạo thành thủy thiên thế giới. Trong thế giới này che kín đạo văn đạo ngân, chưa đi tới bên người liệt hoàng, chỉ nghe xoẹt một tiếng, quanh thân của hắn liệt hỏa cấm vân liền lần lượt bị dập tắt. Hai đầu hỏa long dưới chân của hắn kêu rên lên một tiếng, lập tức hóa thành hai đạo khói xanh. Đạo thủ ấn này đánh xuống, liệt hoàng chỉ cảm thấy cấm pháp trong thể nội chính mình tựa hồ hết thảy bị hồng thủy tiêu diệt, trúc dung nguyên thần cũng bị chấn áp, tựa như ngọn nến trong gió tùy thời có thể bị thổi phù một tiếng liền tắt ngấm.
Hắn không tu cấm bảo, chỉ tu nhục thể, đem nhục thể của mình tế luyện so với cấm bảo còn muốn chắc chắn hơn, uy lực xuất thủ so với cấm bảo còn muốn cường hoành hơn. Bất quá đối mặt một chiêu cộng công ấn của Diệp Húc thì có chút thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo đại thủ ấn này rơi xuống, chờ đợi tử vong hàng lâm. Diệp Húc thành tựu vô hoàng, tụ tập 3000 khí vận vào một thân, không chỉ đạt được vô cùng thiên địa đại đạo, điện thánh hoàng vu tổ chi cơ, hơn nữa từ trong đạo văn đạo ngân lĩnh ngộ ra 3000 loại ấn pháp. Những ấn pháp này không có chỗ nào mà không phải là ấn pháp cấp bậc thần vương, hoàn toàn có thể cùng chư thiên thần vương công đức ấn mà đặt ngang hàng. Không chỉ có như thế, những ấn pháp này hắn hoàn toàn có thể thúc dục, không giống chư thiên thần vương công đức ấn cần đủ loại công đức gia thân luyện thành công đức kim luân mới có thể thúc dục uy năng của công đức ấn. Trừ lần đó ra, Diệp Húc lấy được công đức kim luân luyện bảo diệu quyết không hoàn chỉnh, chỉ có thể luyện thành 8 đạo công đức kim luân, nhưng lại ẩn tàng tai họa ngầm rất lớn, thiện công cùng ác quả không cách nào cùng tồn tại, rất dễ dàng bị người ta tìm được sơ hở. Nếu là lúc cùng địch nhân giao thủ, đối phương tiến lên tán công đức thủy, liền có thể đơn giản hóa đi một thân công đức ác quả của hắn, lại để cho tất cả công đức ấn của hắn hết thảy không cách nào sử xuất ra được. Chỉ có đế tuệ mới đạt được chư thiên thần vương công đức ấn hoàn chỉnh, có thể luyện thành lưng trọng công đức kim luân, thiện công ác quả cùng tồn tại, cùng thúc dục công đức ấn, uy năng viễn siêu hơn Diệp Húc sở tu luyện công đức ấn. Nếu là Diệp Húc cùng đế tuệ giao thủ, đồng dạng sử dụng chư thiên thần vương công đức ấn, sẽ bị đế tuệ hoàn toàn khắc chế, lại làm cho chính mình lâm vào trong hiểm cảnh. Nhưng là Diệp Húc tu thành 3000 thế giới đại thủ ấn, liền không có loại tai hại cùng sơ hở này, thi triển tùy tâm ảo diệu đến vô cùng. Cùng đế tuệ giao thủ mà nói, hiếu chết về tay ai còn chưa biết được. Huyền U Thánh Hoàng Đồ, một quyển đồ cuốn lên đột nhiên bay tới ngăn tại trước người Liệt Hoàng. Chỉ thấy một tôn thánh hoàng khoanh chân ngồi, tiếp lấy một thức cộng công ấn này. Thân hình thánh hoàng chấn động, bức đồ rầm rầm một tiếng xoáy lên, rơi vào trong tay Ung Hoàng, chấn cho khí huyết của hắn sôi trào. Hắn tế lên thánh bảo, rốt cục cứu được Liệt Hoàng, lạnh lùng nói: người này đại khí đã thành, nhưng tu vi còn tại kỳ suy yếu, không cách nào đánh lâu dài được. Đồng loạt ra tay ma diệt tu vi của hắn mới có thể đem hắn tru sát được. Đúng vậy, tên tiểu bối này vừa mới tấn thăng vu hoàng, tu vi còn chưa đủ. Hắn dùng tu vi thúc dục vu pháp mạnh mẽ như vậy, thế tất không thể kéo dài, mài từ từ cho chết hắn. Chư vị vu hoàng tinh thần chấn động. Chiến hoàng tiến lên chiến hoàng đồ lục, nhất cấm hóa bát hoang, bát hoang hóa tác. Tôn chiến hoàng nhất tề hướng Diệp Húc đánh tới. Tương hoàng quát lớn, hóa thành yêu thần, thân người đầu voi, chân đạp cương đấu, hoành thân vọt tới. La hoàng cầm trong tay lượng thiên xích, chuyên tấn công chỗ sơ hở, ý đồ ma diệt tu vi của Diệp Húc. Các vua hoàng khác thi triển thủ đoạn cùng một chỗ công tới. Chỉ một thoáng đầy trời, cấm bảo bay múa, cấm pháp bay vút lên, nhất tề hướng Diệp Húc giết tới. Mà Ung Hoàng lại thúc dục tu vi tế lên thánh hoàng đồ cùng hỗn thiên nghi, sau lưng lại hiện ra hơn 10 kiện cấm bảo, dùng cấm bảo gia trì bản thân, hướng Diệp Húc mà đánh tới. Tu vi thực lực bọn hắn nếu như không phải tại đế hưng chi địa, mà là đang ở bên trong thế giới khác, chỉ sợ vạn vạn hư không đều phải tan biến, từng mảnh ngôi sao cũng bị bọn hắn đánh cho nổ tung. Vu Hoàng chính là bên trong 3000 thế giới, ngoài Thánh Hoàng là chiến lực cao nhất, xuất thủ không phải chuyện đùa. 8 người này liên thủ công kích, thế công thậm chí vượt qua Vu Hoàng thế giới, giám thiên sứ. Đỉnh phong Vu Hoàng đằng hầu kia. Nhất là Ung Hoàng, người này cấm bảo rất nhiều, dùng cấm bảo gia trì bản thân, thúc dục Thánh Bảo, Huyền U Thánh Hoàng Đồ. Chỉ cần chiến lực một mình hắn, liền có thể cùng đằng hầu so sánh. Muốn tiêu hao tu vi của ta sao? Các người cũng quá để cao mình rồi. Giờ phút thân hình khẽ động, chỉ nghe oanh một tiếng, không gian đế hưng chi địa tự hồ bị hắn di động phân nửa. Các loại ấn pháp theo trong tay hắn xuất ra, dùng lâu thiên thế giới, lâu thiên ấn một trưởng, chấn vỡ nhất cấm hóa bát hoang của chiến hoàng, đánh chết bát đại chiến hoàng phân thân của hắn. Ma thiên thế giới, ma thiên ấn, đánh nát cấm bảo, lượng thiên xích của La Hoàng. Hai đại vu hoàng sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi về phía sau, không dám cùng hắn chính diện mà giao phong. Tu vi ta cao thâm, coi như là kỳ suy yếu cũng đã đạt tới mức các ngươi không cách nào sánh nổi. Một đám tiểu nhân vật cũng muốn làm tiêu hao hết tu vi của ta sao? Oanh 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 oanh. Ung Hoàng được cơ hội này phá vỡ cấm pháp thế giới của hắn. Thánh Hoàng một quyền oanh lên người Diệp Húc, lập tức công kích của bọn người Liệt Hoàng theo sát tới, liên tục đánh xuống. Diệp Húc lọt vào công kích của 6 đại vu hoàng, quanh thân cấm vân lưu chuyển, thân hình chỉ hơi lắc lư, liền đem những công kích này hết thảy thừa nhận. Hắn tại lúc chưa trở thành vu hoàng cũng đã có được vu hoàng thân thể,
bản vương chân thân dung nhập Hồng Mông tử khí, thân thể mạnh mẽ, so với cấm bảo còn muốn cường hoành hơn. Hôm nay tu vi của hắn tăng lên gấp trăm lần, thân thể cũng tăng lên gấp trăm lần, cấu tạo thân thể của hắn đã không còn là thân thể huyết nhục mà là từng đạo cấm vân trận vân xen lẫn đạo văn đạo ngân. Cho dù là Ung Hoàng tiến lên thánh bảo thánh hoàng đồ cũng là làm thân thể của hắn dung chuyển một chút mà thôi. Chết đi cho ta! Diệp Húc tay niết bảo ấn, lấy ấn làm quyền, một quyền oanh hướng một vị vô hoàng. Quyền ấn hóa thành bảo bình thế giới, miệng bình hướng vị vô hoàng kia, lập tức một cỗ hấp lực vô hình truyền đến, đem vị vô hoàng kia hút lên, ngạnh xanh xanh đâm lên quyền đầu của hắn. Vị vô hoàng này sở liệu không kịp, căn bản không kịp tránh né, thân thể bịch một tiếng nổ tung, vô số cấm vân chen chúc chui vào bên trong bảo bình ấn, bị ma diệt thành tro tàn. Hắn như trước vẫn chưa chết, chân linh đào thoát, ý đồ khôi phục thân thể. Ta muốn giết chết ngươi, không ai có thể từ trong tay ta cứu ngươi được. Chết đi! Diệp Phúc lại đánh ra một đạo cực lạc ấn, Tây phương thế giới cực lạc, đạo văn đạo ngân hiện lên, đầy thiên thần Phật tụng lớn kinh Phật, Phật âm vang dội. Trong nháy mắt này, mặt Diệp Phúc chứa đầy bảo quang, trên mặt đầy từ bi, giống như Phật tổ phục sinh, điểm hóa thế nhân, nhìn không thấy sát khí một chút nào cả. Dầm một tiếng, thánh hoàng đồ xuất hiện lần nữa, ngăn cực lạc ấn của Diệp Phúc lại. Ung Hoàng sát khí đầy mặt, tựa như quân vương hàng lâm, trên cao nhìn xuống Diệp Phúc, cười lạnh mà nói: không có người có thể từ trong tay ngươi cứu được hắn nữa. Chấm hết lần này tới lần khác phải cứu, làm cho tính toán của ngươi thất bại. Tống Hoàng, ngươi lập tức khôi phục lại nhục thân tu vi, rồi đến đây vây giết cái tên khốn này. Chấm ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể chống cự được bao lâu nữa đây. Vị vô hoàng kia vội vàng khôi phục thân thể, huyết nhục nhúc nhích, trước diễn sinh ra đầu lâu, dài giọng nói: đa tạ Ung Hoàng bệ hạ tương trợ. Ung Hoàng bệ hạ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao có thể bảo vệ hắn được đây. Diệp Phúc trong mắt hung quang chớp động, hai tay diễn hóa ra chư Phật thập phương thế giới ấn, liên tục không dứt công kích tới Ung Hoàng và các vị vô hoàng khác. Đột nhiên há miệng, một đạo khí lưu phun ra, gào thét hướng vị Tống Hoàng kia thổi đi. Ung Hoàng, ngươi muốn bảo vệ hắn, ta hết lần này tới lần khác một hơi thổi chết hắn ta. Một đạo khí lưu này ùn ùn đến, hóa thành một tòa thiên phong thế giới. Gió lớn thổi quét, chỉ một thoáng thổi qua người Tống Hoàng, ra một tiếng thổi tan toàn thân huyết nhục của hắn. Ngay cả xương đầu lâu vừa tụ lại một chút cũng ầm ầm một tiếng bể nát. Chân linh của hắn cũng không thể nào đào thoát, dưới thiên phong ấn tan rã, hồn phi phách tán. Ung Hoàng vừa sợ vừa giận, chỉ thấy Diệp Phúc một hơi thổi chết Tống Hoàng, thế công càng thêm mãnh liệt. Trong chớp mắt lại có một vị vô hoàng bị hắn dùng cộng công ấn cùng trúc dung ấn kết hợp, thủy hỏa giao hòa, ngạnh xanh xanh luyện thành thịt nát. Tương Hoàng đánh tới, tay chân cùng sử dụng cuồng phong bảo vũ hướng Diệp Húc công tới, lập tức vòi voi cuốn tới, cuốn quanh thân Diệp Húc, vây khốn tay chân Diệp Húc. Hắn cao giọng nói: bản hoàng đã vây khốn hắn, thừa dịp hiện tại. Đong! Diệp Húc hai tay rung lên, vòi voi của hắn từng khúc đứt gãy, khuỷu tay hướng về sau trọng trọng đập một cái, đập lên ngực của Tương Hoàng. Vị vô hoàng này còn chưa kịp nói hết câu, lòng ngực lập tức bị đập lõm, ngực trước bị đánh dính vào sau. Diệp Phúc lật tay một đạo tu di ấn, đại Phật như là tu di sơn, hai tay thỏ ra, một tay bắt lấy Tương Hoàng, một tay bắt lấy La Hoàng, hướng chính giữa mà đập vào, đem hai đại phu hoàng hết thảy đập cho thân thể nổ tung. Lập tức lại một tòa Côn Luân Sơn trấn áp xuống, đạo văn đạo ngân thổi quét, Côn Luân ấn đem hai viện phu hoàng triệt để hóa thành tro bụi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 168 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Nhân tiện Khánh Duy cũng xin thông báo, từ giờ mỗi ngày sẽ có 2 tập. Thế nhưng 2 tập tiên hiệp thì mình sẽ kéo dài thời lượng khoảng 1 tiếng, vì đến ngày 21, từ 20, 21, 22 thì nhà mình có hỷ sự, cô em nó cưới vợ, nhà mình cũng có khi phải nghỉ mất gần tuần. Thì mình đọc dồn để cho đến những ngày đấy các bạn vẫn có chuyện đọc, vẫn có chuyện nghe. Thì mình thông báo để các bạn được biết. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.